xin vào theo 12 đô nghe hiệu lệnh chọn đánh trống làm thủ tục xe đài. Trong buổi chiều ngày hôm qua, đô thông người mang trang phục đỏ đến từ sân vận Đình Bảng cũng đã nhất thắng một kèo. Liệu rằng ông đô thông có bảo vệ được thành quả của mình trong xuyên suốt buổi chiều ngày hôm qua hay không? Ba thằng này được. Hai đô bắt tay nhau. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị cho thi đấu bắt đầu. Ngày này năm ngoái, đô thông cũng về với lễ hội định mất sáng chúng tôi, nhưng vẫn chưa bén duyên, cũng tham gia tranh tài ở nội dung giải 2, thắng được 2 keo, nhưng đến keo thứ 3 gặp đô cảnh của Bắc Linh, hai đô đã thi đấu tổng 28 keo không phân thắng bại, và ban tổ chức đã phải chia giải cho hai ông đô. Hai thằng vận ở đây thì theo đến địa bàn thì là hai em là cảnh điều tra tám em thế này long mễ thông mễ cả hai em là cảnh. Xin mời đội 10 ở Bắc Linh và đội quân ở Bắc Giang vào đây trong phòng chuẩn bị. Hai thằng vượt theo là chết chậm chậm. Ban tổ chức xin mời đô Long ở Hà Tây vào gặp ban tổ chức. Hai đô đều là những đô chuyên nghiệp, đều có những chuyên môn rất cao. Ban tổ chức xin mời đô Long ở Hà Tây và gặp ban tổ chức. Đô xanh không được nắm vào đai đối phương, trọng tài nhắc đô xanh. Nếu như có phố thì các ông đô có thể tùy ý sử dụng các kỹ thuật ở vùng phố. Rất khó, làm gì được không? Khi các ông đô giành được ưu thế, các ông đô sẽ thừa thắng xông lên. Khi các ông đô thất thủ, các ông đô sẽ tìm cách thoát thân ra ngoài. Vừa rồi ông đô Dũng cũng rất nhanh, từ nội dung vật dân tộc ông chuyển sang nội dung chạy 100m, khi thân ra ngoài rất nhanh. Ông đô thông người mang đai đỏ, ngày này năm ngoái ông đô thông đã làm mưa làm gió, nhưng về với hội năm nay ông đô thông đang gặp rất nhiều những khó khăn. Rất nhanh, rất nhanh. Hà Đô tiếp tục.
các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Hiện nay đội 10 ở Bắc Linh và đội Cương ở Sóc Sơn đã chiến thắng một kèo đèo thừa. Và xin mời các ông đô và các ban tổ chức để đăng ký trang khóa ở đâu. Ở đèo thừa, Ngô Thái Quý Bắc Bắc Linh trong buổi chiều ngày hôm qua đã nhất thắng Đô Long Hà Tây. Xin mời theo đề nghị hai đôi chuẩn bị trang phục. Làm gì được không? Tiếp tục sát sao được rồi. Cũng rất khó có thể bê lội được ông Đôn Thông. Không được. Rất trơn. Trọng tài chống. Khi trọng tài chống đang cắt chống, đề nghị các đô phải dừng lại. Đề nghị hai ông đô hết sức bình tĩnh và xin nhắc các ông trọng tài hết sức cẩn thận. Trận đấu tiếp tục. Xin mời đô Cương Sóc Sơn và đô Quân Bắc Giang thay cho một tiếp tục sát sao rồi. Trong buổi chiều ngày hôm qua, ông Đô Thông thi đấu rất nhiều keo, 18 được ông Thao, ông Đô Thao của Nghệ An, nên thể lực cũng đã có phần xuống sức. Làm gì không? Ngoài rồi, ngoài rồi. Trận thi đấu tiếp tục. Chưa. Đề nghị Đỗ Dũng phải bình tĩnh. Idol chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Tuy rằng thời tiết đang rất khắc nghiệt nhưng Idol phải thi đấu với bản lĩnh bằng cái đầu lạnh của mình. Rất nhanh. Sau cái bật đánh, mời hai đô Đô Tân Thể Thao và đô Hải Tuyên Quang chuẩn bị. Bây giờ là sai tay.